Và chị Tám đang đi lỗi quần. Chị Tám đang đi lỗi quần trong tuần này. Và đi lỗi quần và sẽ có tình huống vẩy hè chim sẻ. Và một tình huống chị Tám đi lỗi quần là rất nặng. Đây là Obsidian dành với thủ chim sẻ. Một nền đất xanh mượt, một cây gỗ gần nhà, hai cây gỗ gần nhà, và đang có những bước đi dò để tìm quả đầu của mình. Và nỗ lực cầm AC. Và trong trận đấu này thì chúng ta đang là người bị dẫn trước và cần phải có những tình huống cố gắng đi gái game thủ để khuôn mình cách biệt hai đều trước khi nghĩ đến những trận đấu tiếp theo. Quả đầu 6 cây dành cho Obsidian của ý thủ chim sẻ. Đây là mặt máy của game thủ nô 1 với bãi quả đầu 7 cây những người cầm xèng. Một thế bài ở khép góc 9 giờ. Nhưng mà chưa có dừng đến từ game thủ nô 1 chúng ta. Anh đang có dân để có thể đi dò tìm những đồ lùa về như bầy hiêu đầu đây. Tuần này nô 1 vẫn nhìn ra bầy hiêu. Và anh không đi dò thêm bằng con đồng dân này nữa mà sẽ là lùa hiêu về. Một bầy hiêu đang nhìn thấy nhất có 5-6 con đấy từ game thủ nô 1. Một bầy hiêu to dành cho con xèng này. Có đồ lùa về luôn, gỗ đầu đang là hơi xa một chút với game thủ nô 1 chúng ta. Đây là trận thi đấu thứ tư ở trong cuộc đấu này rồi. Chúng ta sẽ thi đấu với thể thức đó là chặn 5. Có quả phụ và một cánh rừng già hướng lên góc 12 giờ đến từ game thủ nô 1. Anh còn thiếu một đồ nữa để có thể ép đời với con xèng này thôi. Đây là máy của game thủ chim sẻ nắng chúng ta. Đang có bầy hiêu đưa về. Một cánh rừng già. Cả hai game thủ đều đang có hiêu, nhưng bầy hiêu sẻ các bạn thấy là nó đang ở là rất xa. Lùa về nghe vẻ hơi vất vả nha. Cần tìm voi và quả phụ nữa. Có quả phụ đây chim sẻ. Và thiếu một đồ nữa. Bài của sẻ đã có hai cái rừng và sẻ lại chuyển hướng ra muốn đánh tại nhà. Nô 1 có thể đi rừng à nếu cần. Ấy, né luôn. Hoặc anh có thể là đánh tại nhà cũng được. Tự tin thì có thể làm mọi điều chúng ta muốn. Và quan trọng nhất đó là chiến thắng. Khi mà các bạn thắng thì bạn nói gì cũng đúng thôi. Còn thua thì tốt nhất là ngồi im. Và vẫn như thường lệ, xin anh em dành cái phút cho quảng cáo đầu trận đấu ạ. Mark Home là đơn vị thiết kế và thi công chọn gói hàng đầu tại Việt Nam. Mark Home có mặt trên khắp 63 tỉnh thành Việt Nam với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư dày dặn kinh nghiệm cùng trang thiết bị máy móc hiện đại. Quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công chọn gói cho ngôi nhà của mình, vui lòng liên hệ hotline 096 445 8888 để nhận được sự tư vấn sớm nhất. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Eagle Play VIP Care, chính sách VIP độc quyền lần đầu tiên xuất hiện và dành riêng cho cộng đồng AOE. Với tiêu chí chăm sóc toàn diện, đặc quyền tối ưu sẽ mang đến cho người chơi AOE những trải nghiệm chuẩn VIP, cùng sở hữu ngay bộ nhận diện và trạng thái hiển thị đặc biệt, độc lạ, đẳng cấp. Eagle Play VIP Care, chính sách VIP độc quyền và duy nhất trên nền tảng. Tham gia và trải nghiệm ngay tại eagleplay.vn. Và chúng ta cùng quay trở lại với màn máy game thủ chim sẻ với đôi voi bầy hiêu bãi quả dành cho con Obsidian này. Có rất nhiều anh em đang thắc mắc là chạm mấy thì như các bạn có thể nhìn thấy ở trên góc trên cùng bên phía tay phải màn hình, mình đã ghi rõ ràng đó chính là vòng bảng chúng ta sẽ đánh chạm 5. Chúng ta sẽ đánh chạm 5 vòng bảng, vòng bán kết chúng ta sẽ đánh chạm 6 và chung kết chúng ta sẽ đánh chạm 7. Đây là một tình huống câu đôi voi từ rất xa đến game thủ chim sẻ đang đưa về. Quả phụ có 6 cây, quả đầu 6, hiêu đầu 6 và hai con voi. Nếu có thể ép đời với con AC này, dừng quanh nhà là có đến từ game thủ chim sẻ đang chúng ta, nhưng một con voi không đi theo rồi. Đây là BG để ăn quả phụ. Ở trong bảng A chúng ta thì ngoài cặp đấu đang diễn ra, chúng ta còn một cặp đấu nữa, đó là cặp đấu của hai bộ đôi đến từ cộng đồng AOE Trung Quốc ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Voi được đưa về đến từ game thủ chim sẻ nắng rồi. Và đây sẽ là vị trí đóng S2. Thằng bình luận viên không biết đọc chiến thuật à? Dạ vâng em không anh ạ. Chiến thuật thì từ đầu đến giờ các bạn có thể thấy là đội bạn đang liên tiếp đưa về thế, đó chính là úp trên một nhà của game thủ nô 1, sau đó sẽ tụ quân để xúc nhà game thủ chim sẻ thì nào. Em chỉ biết mỗi chiến thuật đến tập đấy thôi anh ạ. Gì anh thông cảm. Hy vọng anh thông cảm. Đây là mặt máy game thủ nô 1. Trận này thì nô 1 quyết định là vẫn đi dâng Nga. Và đã phát hiện ra dân của He rồi thì cũng là đi dâng rồi. Từ đầu đến giờ thì auto He đi dâng Nga với bài cầm AC. Còn chỉ đám sẽ đánh chắc nhà khi được cầm xe. Nô 1 lên đời cộng 1 dân và chuẩn bị đóng nhà BA của mình. Anh đang thiếu gỗ và chưa vội vàng. Đây là BA. Và đây sẽ là BM đến từ game thủ nô 1 của chúng ta. Thiếu tí gỗ nữa và BM. Bài đấu sẽ kích 9. Và em vui lòng chờ mình trong giây lát. Có một số anh em đang có buồn hơi quá đáng.
kiểu như là như kiểu hổ không gáy mà lại tưởng là mèo Kitty đấy anh em, có phải vậy không? 24 dân đến từ cái thủ nó 1 chúng ta. Thêm một chiếc nhà BS để khai thác gỗ giữa bản đồ, một bài anh đi dâng ra. Hè sẽ dâng vào khu vực giữa hai nhà của game thủ No 1 và game thủ Chim Sẻ Nắng. BA thứ hai đến từ No 1 đã có trong trận đấu này rồi. Đã. Thì Hiêu nhảy anh, auto là dân của Hè rồi, nó đi dâng ngang gì. Lúc mà anh đi dâng ngang anh thấy Hiêu nhảy không? Anh 24 dân đến từ No 1 và sẽ là BA thứ tư ở trong trận đấu này. Rồi 4A nâng cấp bánh xe. Xong dân ở nhà chính. Tiếng game vẫn hơi to anh em. Em sẽ cho nhỏ tiếng game thêm một chút nữa. Ok anh em ơi. Thông tin báo về 98 vẫn chưa lên đời trong trận đấu này. Một quyết định ăn cả sư tử nữa, còn bầy hiệu giữa bản đồ để anh có thể khai thác. Và anh đang ra ruộng tại nhà chính cho mình. Vâng, với cái việc đi dâng Nga như thế này thì rất nhiều anh em đang thắc mắc tại sao nhà No 1 đẹp thế mà anh lại đi dâng Nga. Ra đây một vài đấu cũng khá là rộng như No 1, và khi mà đi dâng Nga thì No 1 sẽ có nhiều khoảng thời gian để có thể đi móc đối thủ hơn, có gì muốn đi công vào nhà đối thủ một cách tốt hơn. Còn cái việc anh đánh ở nhà thì anh hơi ít tay trong việc đi cái việc giữ nhà ấy. Việc giữ nhà của anh mất quá nhiều thao tác nên anh sẽ rất khó để có những tình huống đi quản he he và giảm áp lực cho đối thủ Chim Sẻ. Đây, bầy hiệu nữa dành cho đối thủ đấu 1 chúng ta. Bầy hiệu một con voi ở giữa bản đồ. 4A bắt đều và anh cũng xem anh sẽ bắn vào nhà của ai đầu tiên, sẽ là 98 hay he he. Đầu tiên một con sẽ ra muộn đây rồi, và đẩy đi luôn. Lao thẳng vào trong gần khu vực góc 3 giờ, đang gặp một cánh rừng. Và cái việc đầu tiên là giải quyết sư tử đã. Chưa gặp ai, đầu tiếp theo. Và đây là nhà 98. BA đội bản đây luôn. 98 lên đời muộn hơn bên thủ No 1. Như vậy là sẽ có một tên đi tìm hè luôn. Bắn 98 một dân. Và hai tên cũng sẽ đẩy đi để tìm game thủ hè. 98 đã muốn khung từ mặt 12 giờ xuống. Và đây là dân ăn hoàng của hè. Rồi. Đây 12 giờ. Gần 12 giờ. Một bán ăn hoàng ở khu giữa bản đồ của hè đang bị bắn vào khi mà đội bản khai thác xong và chưa phát hiện ra điều này. Hình như hè bắn thẳng sẻ đấy. Hè bắn thẳng sẻ không thấy quản No 1. Không thấy quản No 1 đấy rồi hè. Và đây những bãi gỗ của hè. Trận này No 1 đang bắn được nhà hè hè nha. Nhưng sẻ cẩn thận một tình huống, một đội bạn sẽ tập trung để ốp luôn khi mà không thấy hè bắn No 1. Và như vậy là 98 không ốp sẻ mà lại đưa quân sang để bắt cung R của game thủ No 1 ở giữa hai nhà. Và đây là những con nông dân của game thủ hè hè. Sẻ sẽ phải thủ trước hè ở thời điểm đầu. Đây là một máy game thủ Chim Sẻ Nắng. Sẻ đang có tham lai là 43/56 và đúng là hè vào bắn Chim Sẻ rồi. Và sau tên này thì hè sẽ đưa quân sang để có thể bắn dân của game thủ No 1. Sẻ có đuổi theo luôn không? Từ giữa hai nhà dường như No 1 đã bò kín rồi. Đã bò kín rồi ở giữa hai cái rừng này. Và đang truy sát theo cung R của hè đến từ Chim Sẻ Nắng. Quay trở lại mặt máy game thủ No 1. Đây có sẻ ở ngay đấy rồi. Và sẻ sẽ quay sang bắt luôn. Và đây những con nông dân ăn hoàng của game thủ hè hè. Và các bạn có thể thấy là 98 đang đốt BA đi dâng của No 1. Họ đang có pha vẩy hè. Sẻ đâu rồi, có bắt được giữa hai nhà không? Và như vậy là sẻ sẽ quay xuống để đỡ nhà game thủ No 1. 5 BA đến từ Chim Sẻ Nắng với bài cờ bay Syrian của mình. Tuần này No 1 đang không bị he quả thềm đầu nên anh có thể múa được. Anh có thể múa được. Và đây là những con nông dân của đối phương. 98 đang cố gắng để đốt A của No 1 trong một tình huống đi dâng. Không có pha vẩy he, anh mất đạo rồi. Lượng lực của anh là ổn để có thể sắp đều quân. Nhưng có lẽ nên chuẩn bị tích gỗ một tơn để đóng BA ở một vị trí mới khi BA của No 1 đã bị đối bản đốt rồi. Đây là máy của game thủ Chim Sẻ với tham lai là 61/68. No 1 đang cố gắng tích được cung R ở trong trận đấu này. 98 đốt A ở No 1 rồi. Cần phải giữ dân ở nhà cho game thủ No 1. Và đây là cung R của hè. Sẻ đang cố gắng kết hợp cùng với game thủ No 1 quản hè rát hơn nữa. Hè vẫn đang tích được số lượng quân là khá đông nhá. Và như vậy là cặp đôi chúng ta đang có một tình huống muốn ốp vào nhà 98. Rồi bạn đứng hết quân để đốt BA của No 1 rồi. Vâng, đây là màn máy của game thủ Chim Sẻ đây. Dân của No 1 đang ăn hoang. No 1 tham lai là 40. Vâng, Sẻ và game thủ No 1 đang gọi nhau để ốp 98. 4 cung lừa lẻ của he này thì No 1 có thể chơi được. Súng nguồn. Vâng, hit and run. Giải quyết 4 cung lừa của he.
Vâng, sao không? Vâng, He lại đang muốn đánh chim sẻ nắng ở gần nhà. Do đội một đóng BA bên này và đang bị đội bạn lao vào bắn. Và đây là máy cái thủ chín tám, cái thủ chim sẻ đang bắt đầu lao đến BA 98 rồi, nhưng 98 có một tân quân ở phía sau. Và một mình chim sẻ lao vào tân này là cực kỳ nguy hiểm, và 98 đang có tân muốn tổ chức quay bắt. Một pha vẩy E 98. Tân quân tiếp viện sẻ đang đến. 98 đang có rất đông quân nhỉ. Và 98 đang rất đông quân trong trận đấu này. Hôm nay chim sẻ là 85. Nó một yếu đấy. BC đã có đến từ chim sẻ nắng rồi. Đấy, ở bây giờ gần BA đâu một đấy. 85. Vâng, He quay đầu luôn. Và He tích được một đội quân là rất đông, đang đấm vào điểm yếu của chim sẻ. Đó là dãy nhà BA này. Sẻ đang lừa lừa ở phía sau. Và có tình huống vẩy E, nhưng pha vẩy E là rất sát đấy của chim sẻ nắng. Vâng, đang thiếu quân. Đâu một đen bỏ ruộng cho sẻ về cứu cái. Và game thủ nào để tới trồ đây. He he à. Và 98 sẽ dồn lên luôn, chắc chắn là như vậy rồi. Không thể nào được bạn bỏ qua cái ý định ốp nhà chim sẻ nắng. Và bây giờ sẻ đang bị đưa về thế ở dưới dốc. 98 lao thẳng bên trong. Mặt 9 giờ đang có cả cung đờ của game thủ He he. Đâu một sẽ không về cứu chim sẻ nắng trong tuần này. Và sẻ đang muốn đâu một lao vào nhà 98. Tuần này thì sẽ có thể đấu được trước cả He và game thủ 98 và đang hơi mất tay ở trong nhà. Nhưng việc cần làm đến từ đâu một là cũng khiến cho game thủ 98 mất tay, giống như cái cách mà sẻ đang bị mất tay như thế này. Và tạm lại là 75 dành cho game thủ chim sẻ nắng chúng ta. 98 vẫn đang có rất đông quân ở đây. He thì vẫn đang ngoáy vòng tròn. Đây là máy của game thủ đâu một tạm lại 30. 98 vẫn có đủ lượng quân để có thể kê nhà. Và đâu một không ngoáy được trong tình huống vừa rồi. Sẻ tạm lại chỉ là 7x thôi. Một thế trận vẫn đang rất căng chúng ta. (81/96) đây là chim sẻ rồi. Đâu một tham bao nhiêu, đâu một tham lai chỉ là 28 thôi. Anh đi ngoáy nhưng có vẻ như là 98 đã biết trước những tình huống này, đã có những tổ chức quay bắt. Bây giờ anh chuyển sang móc He He. Chim sẻ tham 8x vào cái mặt từ nhà đâu một sang vẫn đang là một vấn nạn rất vất vả. Đây là chim sẻ đang đều thể kê lại điều này và sẽ là muốn bắt chết He luôn để tránh hiện tượng bóc máy từ He nữa. Mày móc này nhịn mà lâu lắm rồi đấy. Móc này úi rồi. Còn 4 cung đờ đến từ He chạy đi. Và cần phải bắt chết He để tránh những tình huống móc máy vào. Không, 98 cũng quân kê rồi. Đâu một không móc được nữa. Yeah. Và 98 đang đi lỗi quân. 98 đang đi lỗi quân trong tuần này. Và đi lỗi quân và sẽ có tình huống vẩy E chim sẻ. Và một tình huống 98 đi lỗi quân là rất nặng. Và sẽ bắt hết gần như là toàn bộ tân cung đờ đi công của game thủ 98. Nhưng sau tân này sẽ có thêm một tân nữa. Và thả 1 lít lên chim sẻ rồi. Và đây là một tình huống mà sẻ đang muốn đi ốp ngược khi mà 98 bắt đầu đào vàng. Sau tân vừa rồi thì game thủ 98 đang có vẻ là thiệt hại hơi nặng anh em ơi. Một tân đi lỗi quân đến 98. Và sẽ bắt đầu dồn quân lên. Mid E 105/104. Tham Lai đang ở mức cân. Và đây là một tơn ốp quân rất quan trọng. Sẻ cần phải chú ý, mình sẽ là người nhìn bản đồ con. Chúng ta sẽ nhìn bản đồ con của sẻ ở mặt 9 giờ. Bởi vì đó là điểm yếu mà He sẽ muốn lao vào. Sẻ đang từ từ chưa muốn tràn vào BA. Và nó một sẽ cân He He. Và chia sẻ sẽ tập trung để đấm 98. Và 107. Tầm này đội bạn sẽ có đầu máu. Chúng ta bắn nhanh hơn. Từ cái góc này là quá khó để lao vào. Một cái khe rất hẹp dành cho game thủ chim sẻ nắng của chúng ta. Và đấu quân với 98 tuần này, các bạn đang thế dàn quân đẹp hơn khi có hai cánh rừng tạo lợi thế cho game thủ 98. Đấu một sẽ làm cách nào đó để cho game thủ E không thể đánh được chim sẻ nắng. Còn sẻ sẽ tập trung ốp 98 tuần này. Sau tuần bị bắt quân thì khả năng cao 98 đang dính đòn tâm lý. Sau tuần đi lỗi quân vừa rồi, sẻ bắt đầu tràn BA game thủ 98. Cực kỳ quan trọng trong tình huống tràn A này. Cùng nhà chính ra để phát triển và lao vào BA đối phương. Và rất 50-50 mà chưa biết ai mới là người giành chiến thắng trong trận đấu quân này cơ. Và lượng quân của sẻ đang dồn thêm lên. 98 có vẻ đang yếu quân đi rất nhiều. Và các bạn thấy nó một đang làm tốt nhiệm vụ của mình khi không để cho EE công vào nhà chim sẻ nắng ở mặt 9 giờ. Và thả 1 lít không mất quá nhiều tham trong những tình huống đi ốp vừa rồi của game thủ chim sẻ. Và đang tràn được BA của game thủ U98.
Vâng, 98 chắc chắn ăn đòn tâm lý rồi, nhưng E đang là người lao vào nhà chim sẻ tuần này. Noble đang lấy thân mình lấp lỗ trong ai. Anh đang lấy dân để chặn đường công vào của He. Đeo bật máy, game thủ Noble với tham lại là 33 đang bắn được He và đỡ nhà cho chim sẻ lắng. Và một tình huống mà Noble lại làm tốt nhiệm vụ của mình ở trong thời điểm nhạy cảm. Tham lại chỉ là 3 x thôi, còn sẻ đang chặn vào BA của game thủ 98. Chắc chắn ăn đòn tâm lý đến 98 rồi. Vâng, em tôi đã lớn nhưng chưa đủ tự tin. Trong những trận đấu lớn như này, trong những trận cầu lớn này, đội bạn đã quýt rồi, tỷ số là 2-2. Vâng, 2-2 rồi anh em ơi.